Xin chào cô chú anh chị, các bạn quay trở lại với kênh của Thành Ly nhé. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau để gọi Happy Tuesday mọi người. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau thời sự một chủ đề rất là nóng bỏng nhất thế giới hiện giờ, đó là tình hình chiến sự bên Ukraine. Bữa nay bước qua ngày thứ 170 mấy rồi, và hôm nay lại thêm một kho đạn của Nga ở vùng Crimea bị bắn hạ, và hôm nay nổ còn dữ hơn ngày hôm trước nữa. Hôm trước thì là cái sân bay quân sự ở vùng Crimea nó bị tấn công, đúng không, bị Ukraine tấn công, nó bị nổ, thì lúc đó thì có Nga nó bị thiệt hại bao nhiêu chiếc máy bay, bao nhiêu phi công, người dân chúng Nga nó chạy tán loạn hết, giờ nó bỏ chạy lên người thì mọi người đã biết rồi. Hôm nay ngày 16 tháng 8, gấu Nga lại tiếp tục bị tấn công ở vùng Crimea, và bị tấn công còn nặng hơn ngày hôm trước nữa. Giờ đây thông tin là hoàn toàn mới đàng hoàng nha mọi người. Đó là tấn gấu Nga nó bị tấn công ở cái vùng nó gọi là Zankoy, the Zankoy. Đó, tiếng Nga nó hơi khó hiểu một chút. Thì trong video này chúng ta sẽ cùng nhau mà gọi là thời sự cái chủ đề, cái chuyện mà gọi là cùi bắp của mấy gấu Nga. Tự nhiên mọi người nó biết rồi đó. Dĩ nhiên là gấu Nga nó bị tấn công đúng không? Dĩ nhiên là gấu Nga nó bị thiệt hại đúng không? Nhưng mà cái quan trọng là tại sao nó lại bị tấn công và tại sao nó bị thiệt hại dữ vậy? Nếu mà nó không phải cùi bắp thì làm sao mà Ukraine có cửa đụng tới lực lượng phía nam của gấu Nga được? Gấu Nga nó đóng ở dưới vùng Crimea, mà Crimea như mọi người đã biết rồi đó. Để cho mình dẫn chuyện coi. Nè, vùng Crimea nè, mọi người thấy không? Ở dưới đây nè, nó cách tiền tuyến ở trên này, toàn bộ cái màu hồng này là gấu Nga nó kiểm soát hết nha mọi người. Nó cách tiền tuyến ở bên này, tức là Ukraine, lực lượng Ukraine chứ tấn công nó là phải từ Mimi trên này nè, sau mà đánh xuống đây, mà từ cái khoảng cách này á, là nó tới mọi cỡ 200 cây số lận. Mà cái tên lửa HIMARS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine á, cái loại này nè, cái loại mà HIMARS Mỹ cung cấp cho Ukraine á, cũng như loại M270 này nè, tầm bắn của nó chỉ có 80 cây số thôi. Tức là nói cái kiểu nào đi nữa thì vũ khí của Mỹ với châu cung cấp cho Ukraine á, nó cũng không thể nào nó bắn tới dưới đây được, đúng không? Tức là phải Ukraine phải trông chờ vào thực lực nội địa của Ukraine này, tức là vũ khí nội địa của Ukraine. Mà vũ khí nội địa Ukraine mà coi như gây thiệt hại khủng khiếp tới cái vùng mà phòng thủ cao nhất của gấu Nga, thì mọi người đã thấy được một cái bức tranh là cái sự cùi bắp của mấy gấu Nga kìa đó. Tại vì dưới vùng Crimea này không phải chỉ đơn giản nó là vùng Crimea. Tại nếu mà cô chú anh chị mà coi trên bản đồ á, Crimea là gì, nó sẽ bao lực lượng Crimea của gấu Nga là gì, nó vừa là căn cứ không quân nè, nó vừa là căn cứ hải quân nè, nó bao trùm toàn bộ biển đen nè, của toàn bộ lực lượng phía nam của Nga nè, toàn bộ đại khái là nó giống như là cái tiếng mà phòng thủ của Nga đó đối trọng với bên Đông Âu vậy đó ha, bao trùm ở phía nam biển đen Thổ Nhĩ Kỳ rồi đó, vân vân. Bị Ukraine tấn công một cách khá là vẻ vàng, ấy lộn, khá là dễ dàng chứ đúng. Cái mấu chốt nằm trên đó đó. Và hôm nay nó bị tấn công nặng tới mức mà coi như nó bị thiệt hại rất là vô cùng nặng luôn. Thì đây, trong cái video này được trích từ cái video thôi, mọi người có thấy cái khói lửa này là chỉ là một cái khung hình thôi mọi người. Kể như cái cụm khói của nó bị ngang chắc cỡ vài cây số. Thì đây nè, cái vùng nó gọi là Zankoy gì nè, The Zankoy ở cái vùng Crimea, coi như là được bị tấn công vào buổi sáng sớm và hôm nay á. Cái quan trọng nữa là gì, ngày hôm nay là ngày quốc khánh của bên Ukraine, tức là nói cách khác có nghĩa là Ukraine chọn cái ngày quốc khánh để mà gọi là đốt tấn công mấy con Nga, thì sẽ giống như là một buổi ăn mừng luôn. Tại vì tấn công cái kho đạn thì mọi người cũng biết kho đạn nó gì, nó cũng có đạn tên lửa, đạn cối, đạn pháo đồ này kia, cái nó nổ đùng đùng nó bay lên giống như là pháo bông, giống như là mấy con Nga mà nó đốt pháo bông nó ăn mừng Ukraine độc lập vậy đó. Nó cái ý nghĩa nó là như vậy đó. Thì cái như cái dân khôi này nè, theo dữ đây, cái dân khôi này á, nó là điểm chạm xe ga xe lửa chung chở. Cái mấu chốt của nó, cái sự thiệt hại của gấu Nga nằm cho đó nó. Cái dân khôi ở dưới của vùng Crimea này á, nó là cái địa điểm này, nó là cái ga chung chuyển xe lửa của lực lượng Nga dùng để đem hậu cần lên trên đây nè. Đây cứ như á, là dân khôi nó nằm ở dưới Crimea đúng không, là nó ngay trước cái trạm xe lửa nó tên Zankoy á. Thì ở đây nó cái Ukraine tấn công vào cái trạm trung chuyển ở đây. Thì cái trạm trung chuyển này á là tụi Nga nó dùng để nó tăng cơ hội viện trợ cho lực lượng của nó là ở trên cái khu vực ở trên Kherson với Zaporizhia hay là Mariupol rồi đó, toàn bộ phía nam này luôn.
Nói cách khác có nghĩa là gì? Nói cách khác có nghĩa là chẳng bị nó bị đố Nga nó bị tấn công, mà nó bị tấn công giống như là đầu não chỉ huy một cái cơ sở vô cùng chiến lược của nó. Tại vì mọi người nghĩ xem, cái trạm trung chuyển xe lửa cung cấp cho toàn bộ vũ khí đạn dược cho lực lượng miền Nam của gấu Nga hết bị tấn công. Nói cách khác có nghĩa là gì? Gấu Nga nó phải viện trợ cho lực lượng miền Nam nó bằng phương tiện khác, dĩ nhiên không có phương tiện nào mà hiệu quả bằng xe lửa đối với gấu Nga hết đó. Tại vì gấu Nga trước tiên là gì? Nó đã thể hiện rồi, nó hoàn toàn không đủ xe tải xe này kia để mà nó làm hậu cần, nó chỉ trông chờ vào xe lửa thôi. Mà xe lửa ta vừa bị tấn công, tức là Nga nó không có còn sự lựa chọn khác, dĩ nhiên nó không thể nào nó sửa chữa lại cái trạm đó trong một sớm một chiều được. Nếu mà nó có sửa chữa lại cái ga trung chuyển đó đó nha, chắc chắn ga trung chuyển nó cũng sẽ lên dĩa nữa. Không tham gia là gì, nó thể hiện cái sự mà vô cùng cùi bắp của mấy con Nga luôn, đúng không? Thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa là dĩ nhiên là cái bài toán hiện giờ của Ukraine là mọi người cũng biết là Ukraine ta muốn đánh chiếm vô đây, muốn chiếm lại cái khu vực phía nam này thôi, muốn chiếm chính xác là giờ anh Zelensky tuyên bố là muốn chiếm hết, muốn chiếm vùng Crimea luôn. Trước tiên đó là một cái gáo nước lạnh và một cái lời gọi sỉ nhục đối với mấy con Nga. Tại vì mọi người cũng biết rồi đó, gấu Nga nó chiếm cái vùng Crimea này từ năm 2014 tới bây giờ, phải không? Và gấu Nga hiện giờ nó đang xâm lược nước Ukraine, và cái chính phủ Nga vỗ Nhật thân xưng tên là gì? Là coi như là muốn chiếm đất Ukraine, muốn muốn chiếm nhiều hơn cái này nữa, hay không? Muốn lật đổ chính quyền Ukraine, muốn tùm lum hết. Vấn đề là cùi bắp, tụi Nga nó cùi bắp, nó không có chiếm được gì hết, mà còn bây giờ bị Ukraine người ta tấn công, mà tấn công vô cái chỗ mà Nga nó chiếm từ năm 2014. Cái điểm mà mấu chốt ở đây là gì? Từ năm 2014 tới giờ Ukraine không hề dám lên tiếng đòi lại cái vùng Crimea, cũng không hề dám mơ tưởng là sẽ chiếm lại vùng Crimea, cũng không hề dám tấn công vào vùng Crimea. Từ năm 2014 tới bây giờ 8 năm qua. Nhưng mà bây giờ Ukraine chẳng những tấn công vùng Crimea mà còn là tuyên bố mạnh mẽ muốn chiếm lại nữa. Nói cách khác có nghĩa là đây là cái gọi là cái gáo nước lạnh vào mặt cái mấy con Nga, mà là một lời xem thường đối với mấy con Nga. Tại mọi người xem 8 năm qua Ukraine không có dám lên tiếng này, tại vì Ukraine nghĩ Nga nó mạnh, thế giới người ta cũng tưởng Nga nó mạnh nữa, bây giờ quá ra là Nga nó cùi bắp, mà cùi bắp thì đâu có lý do phải sợ mấy người cùi bắp, mọi người nghĩ xem. Ok không gấu Nga nó thể hiện nó cùi bắp, thành ra là thế giới hiện giờ không ai ngán nó hết á, Ukraine dĩ nhiên không ngán nó rồi, là cái mấu chốt nó nằm ở chỗ đó đó, mọi người thấy không? Đó. Thì trước khi mình đi sâu vào câu chuyện để cho mọi người xem Nga nó thiệt hại khủng khiếp như thế nào, thì again mình tiếp tục quảng cáo đây, xem mình cho mình xin 2 phút quảng cáo, ok. Em thành Lê USA là một real estate agent, là một nhân viên địa ốc ở tiểu bang Texas. Đây là số điện thoại của mình 860-790-0641. Các cô chú anh chị nào có nhu cầu bán nhà, mua nhà, tìm hiểu về nhà, tìm hiểu về giá nhà, tìm hiểu về các khu nhà, tìm hiểu về nói chung là đủ thứ mà liên quan tới nhà hết, có thể gọi cho mình tham khảo miễn phí, hoàn toàn miễn phí, không hề có ràng buộc gì đây hết, không cần phải mắc cỡ hay e dè hay e ngại làm phiền gì em Thành Lê hết, cứ việc làm phiền em Thành Lê cho phép, em Thành Lê khuyến khích điều đó. Chúng ta nếu mọi người không mua bán nhà liền, không mua bán liền, không mua nhà liền, không bán nhà liền, hay không có ý định dọn về thách sự, không sao, chúng ta vẫn có thể là bạn, mọi người vẫn có thể nhắn tin hỏi cho mình, ok. Đó, đơn giản không? Cũng giống như mọi người mà thí dụ các cô chú anh chị mà xem nhà đi, mọi người xem video trên YouTube mà xem nhà ở đâu đó, thấy căn nhà nào đẹp quá, mọi người muốn biết giá căn nhà đó hay muốn biết cái khu đó nó có nhà giá rẻ hơn hay không. Ví dụ như mà khu đó người ta quảng cáo 400 ngàn, mọi người muốn biết có căn nào 300 hay không, mà mọi người không được câu trả lời, cứ việc nhắn tin cho mình hỏi, mình sẽ tìm hiểu để mình trả lời cho, đúng không? Hay là mọi người muốn biết là khu đó nó còn bán nhà hay không, hay là bán xong hết rồi mà không có được câu trả lời, cứ gọi cho mình. Đó. Nói chung là câu mọi người có thắc mắc gì liên quan tới nhà, cứ việc gọi cho mình sẽ cố gắng trả lời. Và đấy, mọi người biết tại sao cái phong cảnh này bị lỗi không? Đó là tại vì mình đang chuẩn bị dọn nhà qua Houston. Sắp tới đây mình sẽ làm những cái video liên quan tới nhà cửa, hy vọng cô chú anh chị ủng hộ mình nha. Tại vì mình như mọi người biết mình là real estate agent ở Texas, mà hổm gài mình chưa có ở Texas, mà thấy cái điểm khó của mình chưa? Dĩ nhiên là bây giờ mình sẽ dọn nhà qua Texas, hy vọng các cô chú anh chị có thể ủng hộ mình. Dĩ nhiên là mọi người không có cần phải ủng hộ mình liền một cách mua nhà hay bán nhà gì hết, nhưng mà dĩ nhiên cái đó là điều tốt, nhưng mà cái đó không phải là một yêu cầu bắt buộc, đúng không?
mình chỉ muốn cho phương tiện mọi người để mọi người có thể giao lưu với mình để mà tham khảo miễn phí ha. Và dĩ nhiên nếu mọi người không có câu hỏi gì liên quan tới nhà mà muốn thời sự cũng được nữa, nhắn tin alo mình rảnh là mình sẽ alo và thời sự với mọi người liền, okay. Thôi quay trở lại cái chuyện thời sự của Ukraine đi. Thì á, để mà nói lên cái sự cùi bắp của mấy con Nga mà trong cái cuộc tấn công ở ở đó gì nè, ở The Zankoi này đó, để cho mình đi thì ra đây nè, mọi người zoom lên nè, mọi người thấy những cái tia trắng này không? Không biết cô chú anh chị có thấy được không? Đây nè, những cái đốm trắng mà ở trong mấy cái chùm khói này là đó, thật ra là những cái tên lửa mà coi như là nó nhé, nó bị phát nổ, cái nó bay loạn xạ lên đó, đó là như vậy đó. Đó thì đây đây là cái bản mà thiệt hại của mấy con Nga mà mình đã sưu tầm được ở trong cái trận mình gì nè, The Zankoi này đây. Và mọi cô chú anh chị hãy đọc xem, mọi người đọc xem là mọi người sẽ thấy được cái sự kinh khủng và cùi bắp của mấy con Nga nó lớn tới chừng nào luôn. Cái này mình hoàn toàn không có dìm hàng mấy con Nga gì ở đây hết. Kể như á, trên đây người ta thống kê sơ bộ á, là cái chỗ mà Zankoi này có Nga thiệt hại 8 hệ thống phòng không S-400, 8 hệ thống S-400. Trên thế giới này có rất nhiều nước mà thân cận với Nga cũng chưa có được hệ thống phòng không S-400 nữa, huống chi là 8 cái, là mọi người biết cái thiệt hại nó lớn như thế nào rồi đúng không? 3 hệ thống phòng không S-300, 5 hệ thống phòng không Pantsir S-1, không? Kể như là gì nè, 440 Transporter Launcher Containers, tức là 440 cái hệ thống đạn tên lửa. Giờ để coi, 17 chiếc xe chiến đấu bộ binh, wow, 10 khẩu 10 xe mà pháo tự hành, wow, dữ vậy ta. Kể như là 7 xe pháo tự hành nữa, tổng cộng là hai loại, một loại là gì nè, Gorzhka, và một loại là Master S. Wow, đúng không? Rồi thêm hai cái pháo tự hành mà Pion, đúng không? Và ba cái tên lửa mà phản lực mà cơ động nhanh của Nga, nó gọi là BM-21, cái loại mà bắn dèo nhưng mà không bao giờ chính xác hết, đúng không? Thì mọi người nghe con số là mọi người cũng biết là thì có Nga nó thiệt hại khủng khiếp như thế nào rồi đó. Dĩ nhiên á, tại sao mà Nga nó lại bị thiệt hại lớn như vậy trong cái khu vực này, đúng không? Cái mấu chốt nó nằm ở chỗ này nè. Thì nó quay trở về cái mấu chốt là gì? Cái design khôi này nó là trạm trung chuyển. Thì nó trung chuyển là nó tập trung vũ khí ở cái trạm trung chuyển này chứ trước sau đó nó mới phân phát cho các lực lượng miền Nam của Nga mà chiếm đóng ở khu vực phía Nam của Ukraine, mọi người thấy không? Thành ra nó mới tập trung nhiều vũ khí dữ như vậy. Nhưng mà cái sự cùi bắp của gấu Nga nằm ở chỗ, mọi người xem cái vị trí chiến lược như vậy, nó tập trung, mọi người thấy không? Nó tập trung toàn là vũ khí thứ dữ của Nga không à. S-400, S-300, gì nè, Pantsir, rồi các loại pháo tự hành, rồi coi như xe chiến đấu. Nhưng mà quan trọng nhất là gì? Tổng cộng là hết là mười mấy cái hệ thống mà S-300 với S-400, tức là hai hệ thống mà coi như là phòng không mà khét tiếng của Nga. Ủa vậy là có mấy cái hệ thống phòng không đó nó đi ngủ hết đúng không? Mọi người nghĩ xem, đã cái công việc của nó là gì? Phòng không tức là gì? Bảo vệ bầu trời. Cái công việc của nó là bảo vệ bầu trời, cho dù nó chưa có được đưa ra chiến trường đi nữa, thì nếu mà nó đang đóng cái, nó là được điều động qua tới cái khu vực mà cái trạm trung chuyển này, cái nhà kho trung chuyển hay là cái căn cứ trung chuyển của nó đi, thì ít ra nó cũng phải có vài hệ thống để mà bảo vệ cái khu vực đó cho mọi người, đúng không? Đúng không? Ủa vậy rồi mấy cái hệ thống nó đi ngủ hết, tại vì nếu mà nó cái công việc, mọi người xem cái hệ thống phòng không đó là gì? Tức là cái công việc duy nhất của nó là gì? Rà soát bầu trời, đúng không? Để mà phát hiện coi như là tên lửa của đối phương hay là máy bay của đối phương hay bất cứ cái nào mà xâm nhập không phận để nó đánh chặn. Cái việc đơn giản của nó là vậy đó. Ôi mà nó không làm được, tại vì cái gì như điều mà chứng minh mà gấu Nga nó không làm được là tại vì nó bị tấn công. Rồi mọi nghĩ xem, nếu mà cái hệ thống phòng không của Nga mà chắc chắn á, mà là hoạt động hiệu quả, thì Ukraine đâu có tấn công được. Tại nếu Ukraine bắn tên lửa vô nữa bị đánh chặn hết rồi, đúng không? Vì cái này rõ ràng là cái hệ thống của nó không có làm, hệ thống phòng không của Nga là đi ngủ hết.
mấy cái dàn dàn radar cảnh báo sớm đi ngủ hết, mấy thằng lính mà canh đó cũng đi ngủ hết, hay là kiểu mà ngủ gục, hay là coi như không biết sử dụng máy móc hay sao đó. Còn mấy hệ thống tên lửa là coi như không hề đánh chặn được giống gì hết, tại vì nó toàn bị bắn là trúng, bắn là trúng mà không biết đánh chặn gì nữa. Vậy mọi người thấy được cái sự kinh điển thì có thể đó nha, có thể là vũ khí Nga nó cũng tương đối hiệu quả thiệt, nhưng mà cái sự thật là gì, Nga nó cũng đang thể hiện cái bộ mặt là vũ khí của nó cùi bắp, hoặc là lính của nó cùi bắp. Tại vì mọi người xem cái chỗ này nó cách Ukraine, cái cách tiền tuyến ở trên này tới 200 cây số mà nó bị Ukraine tấn công, và coi như là gì, bị Ukraine tấn công bằng tên lửa nữa, mặc dù mấy con Nga nó nói đủ thứ lý do trên đời hết, nhưng mà gì, sự thật là nó bị Ukraine tấn công. Ukraine á, như mọi người đã biết rồi đó, hiện giờ vũ khí mà Mỹ với châu Âu viện trợ Ukraine không có cái tầm cái loại nào mà tầm bắn 200 cây số, Ukraine phải trông chờ vào thực lực nội địa. Đó, cái khác có nghĩa là chúng ta có thể gọi là kết luận sơ bộ là mấy con Nga này, cái mấy cái vũ hệ thống phòng không S-300, S-400 hay thậm chí S-500 của nó không thể đánh chặn được những loại tên lửa nội địa của Ukraine. Wow, đúng là bây giờ mấy con Nga đó nghe, sau trận chiến này á, khả năng cao là gì? Khách hàng người ta sẽ quay lưng với vũ khí Nga, mà người ta sẽ giờ coi như là qua để mà ủng hộ vũ khí của Ukraine, tại vì rõ ràng là vũ khí Ukraine có vẻ là nổi trội hơn vũ khí Nga. Vũ khí của Nga là coi như càng đánh là có vẻ là càng bựa rồi đó, nào là S-300, S-400 mà người ta Pantsir gì tùm lum hết, mà bắn gì đâu mà không có đánh chặn được cái gì hết, không? Thì mình chỉ muốn chia sẻ cho mọi người biết, và hôm nay là cái số thương vong của lính Nga nó tăng lên là coi như là mấy trăm quân nữa, lên hiện giờ là Nga nó sát kể như là 43.900 mấy chục lính Nga đã thiệt mạng bên Ukraine rồi đó. Thì khả năng cao là trong cỡ 24 giờ nữa số lính Nga mà thiệt mạng ở Ukraine sẽ vượt qua mốc 44.000. Cứ tiếp tục đánh như vậy là chắc chắn là gì, Nga nó sẽ phá mọi kỷ lục hết. Tại vì cuộc chiến hiện giờ chỉ mới có 170 mấy ngày mà Nga đó đã thiệt hại cỡ đó rồi. Mọi người xem, nếu mà nó kéo dài thêm mà có vài tháng nữa, hay là qua tới năm sau thôi, là mọi người biết được Nga thiệt hại nặng tới cỡ nào rồi. Giờ cái quan trọng nó gì, càng ngày á thì Nga nó cho thấy là gì, nó càng vũ khí nó càng kém mà nó càng bị thiệt hại nhiều nữa, trong khi đó Ukraine thì người ta đang thể hiện là càng ngày càng được nhận được nhiều vũ khí nè, càng nhận được nhiều viện trợ nè, mà càng ngày càng đánh thì càng bạo nè, đánh hay không chưa cần biết, nhưng mà gì, rõ ràng là Ukraine ta đang tấn công những chỗ mà coi như là đáng ra nó không phải nên bị tấn công, những cái căn cứ mà trọng điểm mà những cái căn cứ trọng điểm như là kho xăng, kho đạn hay là sân bay quân sự là những cái chỗ mà trọng điểm nó phải được bảo vệ dữ lắm chứ, đúng không? Đằng này là coi như giờ giống như là Ukraine tấn công, giống như là chỗ không người, mấy con Nga nó nhìn lên trời nó thấy tên lửa Ukraine bay tới, ô xong nổ bụp, rồi thấy những con Nga nó không làm gì được hết. Vậy mà nó cứ tối ngày nó lựu đạn cho cố vô. Thôi video đã vậy, xin chào tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp mọi người trong những video khác, bye bye.